Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 8 Giáo hội mừng kính Thánh Tử Đạo Du Xe Đặng Đình Viên. Xin được mời quý vị đến với tiểu sử của Thánh Du Xe Đặng Đình Viên. Thánh Du Xe Đặng Đình Viên còn có tên là Lương, sinh năm 1785 tại làng Tiên Chu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cậu sống và học tập ở quê ngoại, họ Vân, huyện Ân Thi. Khi cha mẹ qua đời, cậu theo giúp các cha, và được giới thiệu vào chủng viện. Năm 1821, cha viên thụ phong linh mục và coi sóc giáo hữu làng lục thủy Nam Định. Hai năm sau, cha được cử đi giúp các họ đông bài, thiết nham, như thiết, an mỹ. Cha nổi tiếng là một linh mục đạo đức, siêng năng phục vụ, được mọi người yêu mến. Ngày 17 tháng 4 năm 1838, thầy giảng Vũ Văn Lân được cha viên cử đi lãnh dầu thứ năm tuần thánh bị bắt cùng với sáu bức thư cha gửi cho hai đức cha và các thừa sai. Không ngờ những lá thư trên đã làm bùng nổ cuộc bách hại đẫm máu của tổng đốc Trịnh Quang Khanh tại Nam Định và Hưng Yên, khiến hai đức cha, nhiều linh mục và các tín hữu bị tử đạo. Tại Hưng Yên, để bắt cha viên, quân lính mua chuộc hai người công giáo có họ hàng với cha Ngày 1 tháng 8 năm 1838, cha viên bị quân lính vây bắt ở họ Cầu Chay, xã Như Thiết. Cha đã kịp ẩn trốn trong vườn mía dày đặc, nhưng lại ra trình diện khi nghe tiếng kêu thảm thiết của bé con chủ nhà bị tra tấn. Cha nói, tôi là đạo trưởng viên các anh đang tìm bắt đây, xin đừng làm khổ đứa trẻ này nữa. Trước lời khuyên chối đạo để được tha về, Cha viên cương quyết trả lời Dù có chết tôi cũng không bước qua thập giá Tôi là đạo trưởng mà bước qua thập giá Thì ai theo đạo nữa Ngày 21 tháng 8 Án xử trảm về đến tỉnh Các quan cố thuyết phục cha lần cuối Nhưng vô hiệu Nên tuyên đọc bản án và thi hành ngay hôm đó trên đường ra pháp trường, cha viên xá tội cho hai người đã tiết lộ chỗ cha ẩn náu. Sau khi ăn chút cơm, cha quỳ trên chiếc chăn bông trải sẵn và ngước mặt lên trời cầu nguyện. Lý hình vung gươm đưa vị chứng nhân Đức Kitô lên đài vinh quang. Các tín hữu ùa vào thấm máu vị tử đạo. Một người lính thấy vậy liền lấy áo ngài cắt ra bán cho họ thi hài cha được khoảng 300 tín hữu rất long trọng về an táng tại nhà thờ Tiên Chu. Linh mục Du Xe Đặng Đình Viên được suy tôn lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tuôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiểu sử của Thánh Tử Đạo Du Xe Đặng Đình Viên, sinh năm 1758, và mất năm 1838. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau. Ngày 21 tháng 8, kính thánh Bio 10. Vị giáo hoàng vĩ đại này có tên là Giuseppe Sato, sinh năm 1835. Ngài là con trai của một người đưa thư ở Rishe, nước Ý. Dù xe có biệt danh trẻ thương là Peppy. Khi quyết định muốn làm linh mục, Dù xe đã phải cố gắng hy sinh rất nhiều để học hành. Nhưng Dù xe chấp nhận tất cả. Dù xe thậm chí đã đi chân không hàng dặm tới trường để tiết kiệm đôi giày tốt của mình. Sau khi được thụ phong linh mục, cha Sato đã phục vụ tại các giáo xứ nghèo suốt 17 năm. Mọi người đều quý mến Sato. Cha Sato đã từng bán mọi thứ mình có để lấy tiền giúp họ. Các em gái của Sato đã phải cất giấu chiếc áo sơ mi của ngài đi, kẹo không thì Sato sẽ chẳng còn gì để mặc. Dù sau này làm giám mục hay hồng y, Yusei Sato vẫn bố thí cho người nghèo nhận của cải mình có Ngài chẳng hề giữ lại điều gì cho riêng mình Khi Đức Thánh Cha Leo 13 qua đời vào năm 1903 Hồng Y Sato được chọn lên kế vị Ngài nhận tức hiệu là Bi Ô Mười Ngài là giáo hoàng của bí tích thánh thể Đức Thánh Cha Bi Ô Mười đã khuyến khích mọi người hãy rước Chúa Giêsu thánh thể cách thường xuyên Ngài cũng hạ thấp mức tuổi cho trẻ em để chúng được phép rước Chúa Giêsu vào trong tâm hồn sớm hơn. Trước kia, để được lãnh bí tích thánh thể, các trẻ phải chờ đợi trong suốt nhiều năm. Ngài cũng là giáo hoàng của những chỉ dẫn tôn giáo. Ngài tin kính và yêu mến đức tin công giáo. Ngài muốn mọi Kitô hữu được chia sẻ vẻ đẹp của các chân lý đức tin. Ngài thực sự quan tâm đến từng người với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Ngài khuyến khích các linh mục và giảng viên giáo lý hãy cố gắng giúp mọi người học hiểu về đức tin công giáo. Khi Đại Thế Chiến thứ nhất bùng nổ, Thánh Giáo Hoàng Pio mười đã phải đau khổ nhiều. Ngài biết nhiều người sẽ bị giết chết. Thánh Pio mười nói: Cha sẽ vui mừng dâng hiến mạng sống Cha để cứu những em nhỏ đáng thương khỏi nỗi đau khổ kinh khủng này. Về cuối đời, thánh nhân cũng nói: Cha đã sống nghèo và Cha ao ước cũng chết nghèo. Bi mười chẳng bao giờ giữ lại cho mình bất cứ của gì cho tới ngày về gặp Thiên Chúa. Giáo hoàng Bi mười về trời ngày 20 tháng 8 năm 1914 giáo hoàng Pio 10 được Đức Thánh Cha Pio 12 tôn phong hiện thánh vào năm 1954. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên phong thánh trong suốt 242 năm. Thánh giáo hoàng Pio 10 hiểu rõ được tầm quan trọng của việc huấn giáo, dạy trẻ em yêu mến Thiên Chúa và chuẩn bị cho chúng lạnh các pháp bí tích là những ưu tư hàng đầu của thánh nhân cộng tác và chương trình huấn giáo của giáo sứ chính là một cách chúng ta đang đóng góp phần mình để bảo tồn gia sản quý đẹp của thánh giáo hoàng bio 10